Các bác muốn đẹp trai hơn này, công tử hơn mà lại còn bảo vệ mắt ra khỏi cái ánh sáng mặt trời gay gắt ở mùa hè, tham khảo một cái quả kính dâm đổi màu, mình còn gọi là kính dâm part time nhá. Mình mới săn được trên TikTok shop 10.000 lượt bán, nhưng cái giá chỉ có 150 thôi. Và mình đã thử một cái bài test, càng có nhiều UV thì cái kính này nó càng chuyển sang cái màu tối để cân bằng lại mắt của mọi người. Khi mà đi ra ngoài đường nó không bị nheo mắt, không bị cay mắt, không bị hại mắt. Mình có một bài test chống UV rồi, anh em yên tâm cho mình. Có cắt cận nhá. Mình đã từng cầm những quả kính rẻ tiền rồi. Cái nhựa của nó khi mà cầm vào nó cứ cót két rất là khó chịu. Những cái kim loại nó không có chắc chắn đâu. Thì con này cầm trên tay chắc nịch luôn, kim loại chắc chắn và những cái phần nhựa của nó trông nó rất là khôn ấy, chứ nó không bị kiểu rẻ tiền. Thêm một cái điểm nữa là khi mà đeo lên cái vai của nó trông rất là sang, trông tri thức mà lại còn gì nhỉ, kiểu mình công tử hơn ấy, trông đẹp vừa lời luôn anh em. Đấy mình đang đeo đây đó, anh em xem nhá, khi mà đeo lên nó thật là đẹp. Và nếu bác nào mà đang muốn vừa đẹp trai hơn lại còn chống UV, tham khảo ở đây, 10.000 người đã mua, đọc đánh giá của người ta nhá, 150.000 ở đây.